Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 71, Di nương chưa tọa nguyện, Vân Khanh lột mặt nạ, một. Tạ Di đã ý cười, trong phủ này có thể giữ mẹ con chúng ta ở lại không chỉ có mụ già kia và Tạ thị, còn một người khác cũng không kém phần quan trọng. Vì ngưng từ lộ vẻ kinh ngạc nói, ý của nương là dưỡng. Nhưng hình như dưỡng cũng không tỏ vẻ thích chúng ta. Sau khi bọn họ đến đây, dưỡng chưa lần nào tới ân cần thăm hỏi. Vì lẽ đó, nàng không nhìn ra dưỡng có ý quan tâm chăm sóc đặc biệt với bọn họ. Tạ di vừa nghe, chấm mắt liếc vi ngưng tử một cái. Con thì biết cái gì, mỗi ngày không thấy con làm chuyện gì nên hồn. Nam nhân đều là như vậy, ở tiền viện đương nhiên hắn không thích đến hậu viện, lại nói mỗi ngày tạ thị luôn trông chừng, hắn cũng không có cơ hội. Nhưng, nương, nương, đã gả cho người, vì ngưng tử không nghĩ tới tạ di lại tính toán đến mức này, rốt cuộc nàng vẫn là khuê nữ chưa lập gia đình, da mặt có chốt đỏ lên, mở miệng nói. Gả cho người thì sao? Tạ di không chút nào cảm thấy hổ thẹn, cũng không có chút tự giác việc để tang cho phu quân mới được nửa năm, trong đầu bà nhớ đến bộ dáng lịch sự nho nhã của thẩm mậu ở trước cửa lớn ngày đó còn có gia nghiệp to lớn của thẩm gia, trong mắt hạnh đều lóe lên ánh sáng tham lam, tam di nương của hắn còn là một quả phụ, chẳng lẽ à ta được, ta lại không được. Bà tỏ vẻ như thẩm mậu và bà đã dính lấy nhau, thu di nương kia cũng là quả phụ vừa tròn thất tuần, 49 ngày, liền gả qua, vì sao bà không thể chứ? Được, cho dù mương, làm được, cũng chỉ là thiếp thất, vợ bé. Vì Ngưng Tử vẫn cảm thấy cách làm này có chút không ổn. Lông mày Tạ Di dựng lên, không kiên nhẫn nói, "Thiếp thất. Tại sao ta phải làm thiếp thất? Tạ Văn Uyên nàng ta là chính thất, ít nhất ta cũng phải là tiểu thiếp." Vì Ngưng Tử cảm thấy hành động như vậy có chút càng quấy, nhưng lại loáng thoáng hy vọng nương có thể làm được, bởi vì nếu như có thể làm được, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Thẩm gia, cũng có thể có cuộc sống tốt đẹp giống Vân Khanh không cần phải hâm mộ mọi thứ của nàng ta. Sau khi báo danh, còn một thời gian ngắn nữa mới chính thức khai giảng, Vân Khanh liền du rú trong nhà, sắp xếp lại vài thứ mà kiếp trước đã quên. Hai ngày cứ như vậy trôi qua, sau bữa trưa, nhân lúc chỉ màu mà Vân Khanh muốn dùng để thiêu đã hết, liền sai Thanh Liên đến tú phòng lấy. Lấy chỉ về, Thanh Liên đi xuyên qua hành lang có tay vịn đến trước một đình nghỉ chân, nhìn thấy phía trước có một bóng người đi tới, nàng đứng lại nhìn, người nọ không phải tạ di thì còn có thể là ai. Chỉ thấy bà mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt theo bướm vờn hoa màu trắng, cùng với váy vàng tranh theo ánh bạc, trải một búi tóc nghiêng nghiêng đổ xuống, bên trên ghim châm hoa đào với cánh hoa mềm mại màu hồng nhạt, nếu không nhìn khuôn mặt kia, chỉ nhìn cách ăn mặc này, thật sự là xinh đẹp khó tả. Chỉ có điều mặc dù tạ di trang điểm khuôn mặt này thoạt nhìn như 25 tuổi, cũng sẽ không đường đột làm như vậy, nhìn có vẻ trẻ đi vài phần. Thanh liên nhất thời cảm thấy nghi ngờ, liền lặng lẽ đi theo. Chỉ thấy mắt bà mơ màng chưa ý xuân, đại nha hoàn hồng tụ đi theo phía sau, trong tay cầm một hộp đựng thức ăn hai tầng mạ vàng, đích thực là hồng hạnh xuất tường rồi, vẫn đi dọc theo hành lang có tay vịn về phía trước, hai người lén lút khom người, cuối cùng xem ra là muốn đến tiền viện. Theo trực giác, Thanh Liên thấy đây không phải là chuyện tốt, lập tức cầm chỉ vội vàng chạy về quy nhạn các. Vào sân, sau khi đưa chỉ cho Lưu Thúy, Thanh Liên kể lại mọi chuyện cho nàng. Tạ Di trang điểm vô cùng xinh đẹp, trong tay cầm theo một hộp đựng thức ăn, đi về phía tiền viện. Thanh Liên nói xong, nhìn Vân Khanh đang im lặng thiêu hoa. Đến tiền viện, Vân Khanh ngước mắt nhìn thoáng qua Thanh Liên, thấy mặt nàng lộ vẻ lo lắng, rút kim thiêu từ phía dưới ra, mặt mày đanh lại nàng biết tạ di sẽ đi tìm phụ thân, bởi vì muốn nhờ phụ thân giúp bà mua viện gì đó, nhưng trang điểm, còn cầm theo hộp đựng thức ăn sao? Hơn nữa lúc này, giữa trưa chính là lúc phụ thân uống rượu với khách, có thể đang ngủ say, lực khống chế tương đối yếu ớt. Nàng biết tạ di có quỷ kế rồi. Thật đúng là tà tâm không chết mà, nữ nhi đã lớn như vậy, trưởng phu của mình vừa mới chết, có nửa năm, liền muốn đi quyến rũ tỷ phu, anh gì. LBS, phỉ, ta khinh, mụ tạ di này già mà còn mất nết. Vân Khanh vẫn không quá yên tâm về cha của mình, ông không phải là người có thể chống lại được, sắc dụ, nếu không thu di nương cũng sẽ chưa qua thất tuần đã gả đến đây. Tuy rằng mấy ngày nay xem ra cha không có hành động gì khác thường, nhưng ai biết được nhan sắc trước mặt thì ông có thể chịu được mê hoặc hay không? Vân Khanh lập tức bỏ khung thiêu xuống, đứng lên, nói với Liêu Thúy. Người nhanh chóng bảo một ma ma vụng trộm đi theo phía sau xem cuối cùng là đi đến đâu. Sau đó mang theo thanh liên đến viện của tạ thị, nàng cũng không muốn một người như tạ di mỗi ngày đều kiếm chuyện trước mặt mình và nương. Còn có một biểu tỷ như vi ngưng tử, hai mẹ con này không phải người của thẩm gia đã kiêu ngạo như vậy, nếu thành người của thẩm gia, không phải bọn họ sẽ lật tung mọi thứ sao. Tuy rằng nàng không sợ quỷ kế của bọn họ, nhưng cũng không thích mỗi ngày phải phòng bị hai người kia. Lại nói nếu để người khác nghe được, mặt mũi của thẩm phủ thật cũng không biết phải để đi đâu. Di muội tử, em vợ, trượng phu đã mất đến tìm tỷ tì tỷ tì nương nhờ, kết quả đến chưa đầy nửa tháng, liền cùng tỷ phu lăn lộn trên giường, tiếp theo tỷ phu biến thành tướng công. Nghĩ đến loại cảnh tượng đó, Vân Khanh đã cảm thấy toàn thân phát lạnh, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Vội vàng vào trong phòng, Tạ thị đang nói chuyện với hai ma ma quản sự, nhìn thấy Vân Khanh tiến vào, liền bảo hai ma ma quản sự lui xuống trước, lúc này mới hỏi, chuyện gì mà vội vã như vậy? Vân Khanh liền bảo Thanh Liên kể lại mọi việc nhìn thấy lúc nãy lại một lần nữa, còn mình thì xem sắc mặt tạ thị. Quả nhiên muội ấy vẫn không biết xấu hổ như vậy, tạ thị hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ nói. Lý ma ma nghe vậy quả thực cảm thấy không thể nhìn nổi, làm chuyện ra mặt dày đến mức này lại là con gái của lão gia tạ gia. Bà thật không thể tin được, trên mặt mang theo vẻ khinh thường, Lý Ma Ma trầm giọng nói, phu nhân, muốn đến tiền viện ngăn nàng ta lại không? Lần này tạ thị cũng không gấp gáp, thong thả cười nói, hết cách rồi, tùy muội ấy đi. Tươi cười tỏa sáng trên mặt tạ thị, Vân Khanh có chút kinh ngạc, nhớ rõ lần trước phụ thân dẫn Tô trở về, trên mặt nương đều có chút không nhịn được, Lần này muội muội ruột thịt của mình quyến rũ trượng phu, sao lại có thể bình tĩnh như thế ngồi ở nơi này? Hình như nhìn ra lo âu của con gái, Tạ thị mỉm cười nói, "Không sao đâu, con trở về đi, chuyện này con không cần lo lắng." Nếu mẫu thân đã nói như vậy, Vân Khanh cũng không tiện nói thêm gì, vẻ mặt của nương như ẩn chứa điều gì, nhưng cũng không muốn nói cho nàng. Tuy nhiên trong lòng nàng vẫn cảm thấy kỳ quái có lẽ mẫu thân quá mức tin tưởng phụ thân rồi chăng? Cho rằng là muội muội của mình thì phụ thân sẽ gặp trở ngại, vì quan hệ thân thích mà sẽ không bị nhan sắc mê hoặc. Tuy rằng nàng không thích Tạ Di, nhưng mẫu thân của Tạ Di cũng đã được trong cung ban thưởng danh hiệu mỹ nhân, vẻ mặt dáng người đều không tệ, nay bà ta lại ăn mặc xinh đẹp quyến rũ, chủ động dâng lên, nếu phụ thân nhất thời kích động phạm phải chuyện sai lầm gì? cuộc sống sau này của nàng chỉ biết sẽ phân khích đến cả nhà gà bay chó sùa. Nghĩ đến đây, nàng đảo một vòng, đi đến bên kia hành lang có tay vịn. Thanh liên thấy động tác của Vân Khanh, đi theo phía sau không nói gì, tính tình nàng cẩn thận, không nói nhiều lắm, lại tỉ mỉ kín đáo, biết tiểu thư muốn đến tiền viện, mặc dù nàng cũng không biết tại sao phu nhân tự tin đến thế, nhưng tiểu thư nhanh chân đến xem, nàng nhất định cũng phải đi theo trong tiền viện, giữa trưa thầm mậu cùng hộ khách uống hơi nhiều rượu, xã giao mấy năm nay tử lượng của ông cũng không tệ, nhưng hộ khách tới hôm nay là người phương Bắc, uống rượu mạnh như thiêu đao tử, mời rượu từng chén từng chén, mặc dù đã từng trải qua nhiều thử thách, ông vẫn cảm thấy đầu hơi đau, bất quá may mà cũng không nghiêm trọng lắm. Vì thế liền muốn đến thư phòng nghỉ ngơi một lát, quản sự lý tư đi theo bên người ông, giúp đỡ ông vào thư phòng lại xoay người đi dặn dò nha hoàn nhanh đi pha bồn nước ấm đến cho thẩm mậu rửa mặt. Lý quản sử, sao ông còn ở đây, vừa rồi phu nhân phái người đến tìm ông có việc đó. Lý Tư vừa mới ra cửa, ngẩng đầu liền thấy một nha hoàn trẻ tuổi đứng không xa, giòn giã mở miệng cười với ông. chương 72, Di Nương chưa toại nguyện, Vân Khanh lột mặt nạ, hai. Hắn hơi nhíu lông mày, nhìn nha hoàn kia nói, ngươi là ai? nha hoàn bên người phu nhân cơ bản hắn đều đã gặp qua người này thật ra cực kỳ lạ mặt ta là nha hoàn phu nhân mới mua hai ngày trước tên là hồng tụ cho nên chắc lý quản sự chưa biết ta hồng tụ cười nói thật ra hắn biết hai ngày trước phu nhân mua hơn hai mươi nha hoàn người trước mắt có thể là mới được mua trong lòng liền tin vài phần mở miệng nói phu nhân tìm ta có chuyện gì hồng tụ lắc đầu ta cũng không biết chỉ là được dặn dò tới tìm ông nghĩ có thể tạ thị thật có việc tìm hắn hắn liền nói với hồng tụ vậy ngươi nhanh đi pha bồn nước tới cho lão gia rửa mặt nói xong liền đi nhanh qua bên kia thấy hắn đi rồi đứng ở một góc sáng sủa tạ di đi ra khóe miệng mang theo vài phần tươi cười đắc ý nhìn nhìn chung quanh lúc này chính là lúc giữa chưa ít người bốn bể vắng lặng liền nói với hồng tụ ngươi ở đây coi chừng đừng để những người khác tiến vào. Hồng tụ biết bà ấy không làm chuyện vinh quang gì, vẻ mặt có chút do dự nói, phu nhân, người có nên suy nghĩ một chút hay không? Làm như vậy, đợi lát nữa trầm phu nhân đến đây nhìn thấy, không tốt lắm đâu. Tạ di Nghiêm mắt liếc nàng một cái, hừ nói, ngươi chỉ cần để ý canh cửa cho tốt, chuyện khác ít sen mồm đi. Bà chính là cô ý muôn lý quản sự đến chỗ của tạ thị, đợi lý quản sự nói là hồng tụ nhắn tạ thị tìm hắn có việc mà kỳ thật tạ thị cũng không có chuyện gì sai bảo như vậy tạ thị sẽ biết hồng tụ truyền tin tức giả nhất định sẽ mang người vội vàng đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến lúc đó một nhóm người đầy cửa mà vào thấy thẩm mậu và mình có tư tình bà sẽ theo cột mà leo lên nói là thẩm mậu hủy thanh danh của bà bắt thẩm mậu cưới bà làm tiểu thiếp bà vì lên kế hoạch thật tốt mà vô cùng kiêu ngạo, lấy tay sờ sờ hoa đào bên tóc mai, lại kéo kéo vạt áo, liền đẩy cửa tiến vào. Lúc này thẩm mậu đang tựa vào ghế rộng ghép từ các mảnh gỗ từ đàn sau bàn đọc sách, đầu đặt lên thanh ngang trên lưng ghế dựa, híp mắt lim dim, nghe được trong phòng có tiếng bước chân nhẹ nhàng, tưởng là lý tư đi vào, cũng không để ý, cho đến khi tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, cùng với một mùi son phấn gây mũi ông mới hơi hơi nhíu nhíu lông mày, nha hoàn nào trong phủ lại không tuân thủ quy củ như vậy, cả người phủ phấn hương như thế chạy đến tiền viện quyến dụ ông. Ông mở to mắt, nhìn thấy lại là khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ mê hoặc của tạ di, đang đứng bên cạnh ông, cười yếu ớt nhẹ nhàng với ông, thẩm mậu chống tay vịn, ngồi thẳng người, nhíu mày, hỏi, sao di muội lại đến tiền viện? Lý tư đi đâu, hẳn là hắn ở bên ngoài sao lại để một quả phụ như tạ di tiến vào? Tạ di nhìn đôi mắt phượng đen như mực của ông, sách bay chạm tóc mai, khuôn mặt trắng nõn mang theo ý vị thành thục của nam nhân, cũng không có vẻ già nua, trên người mặc áo dài cổ tròn màu lam như kiểu nhà sư, khiến vóc người ông có vẻ càng thêm cao ngất, trong lòng càng cảm thấy mình quyết định đúng. Vì thế mặt mày càng thêm một phần mê hoặc, cất giọng mềm mại đáng yêu mở miệng nói, tỷ phu đây là canh bổ thân muội dốc sức hầm, huynh uống thử xem, có hợp khẩu vị huynh hay không. Thẩm mậu nhìn bà ta đặt hộp đựng thức ăn lên mặt bàn, đáy mắt hiện lên chút buồn bực, trên mặt vẫn lịch sự mở miệng nói, không cần di muội lo lắng, canh bổ thân mỗi ngày tỉ tỉ muội đều đã hầm cho ta uống. Từ sau khi cha ra canh bổ thân có vấn đề, thẩm mậu liền vô cùng chú ý đến thức ăn, canh bổ thân vẫn đều đến bên tạ thị mới uống, thuận tiện uống thuốc luôn, nay tạ di đưa canh bổ thân đến, đương nhiên ông sẽ đặc biệt chú ý. Nghe ông nói lời từ chối, một chút tạ di cũng không vội, nếu chỉ nói một câu, thẩm mậu liền uống hết canh, vậy cũng quá không phù hợp với kỳ vọng của bà rồi nam nhân ấy mà, luôn giả bộ chính trực, đến lúc bất đắc dĩ cũng không thể từ chối. Mới bằng lòng miễn miễn cưỡng cưỡng nhận lấy càng thêm thân thiện mở hộp đựng thức ăn ra, trong miệng nói, từ sau khi mất đi chỗ rửa, Suốt thời gian này hai mẹ con muội và Tử Nhi không nơi nương tựa bị người khi dễ, cho đến sau khi vào thẩm phủ, tỷ phu huynh luôn càng thêm chăm sóc bọn muội. Không chỉ cung cấp nơi cho bọn muội sinh sống, lại còn nhận thêm nha hoàn hầu hạ bên người bọn muội, mọi thứ đều chăm lo chu đáo. Vì cảm tạ huynh, chén canh này muội đã hầm từ sáng sớm đến giữa trưa, rất bổ, tạm thời biểu lộ một chút thành ý, mong huynh không từ chối. Nhìn canh đưa tới trước mặt cùng thân mình tạ di lại dựa gần thêm mấy phần, đầu thẩm mậu có chút choáng vắng, mạnh mẽ giữ vững tinh thần nói, những điều này đều do tỷ tỷ muội sắp xếp, nàng mới là người quan tâm muội nhất, ta bận việc ở tiền viện, thật không có chú ý đến những việc này. Thẩm mậu chỉ hy vọng tạ di có thể nghe hiểu ngụ ý của ông, ông biết hôm nay tạ di đến, cũng không phải chỉ vì đưa một chén canh, vừa rồi ý tứ của những lời này, giọng điệu thôi cũng quá rõ rồi bất đắc dĩ ông đã uống rượu, giọng nói nhẹ nhàng bay bồng, vốn là lời từ chối. Nghe vào tai tạ di ngược lại liền cảm thấy ông có ý bảo đã không chăm sóc tốt cho bà. Liền cười nói, làm gì có, tỷ phu không cần nghĩ như thế, nếu không có huynh ở bên ngoài vất vả, kiếm tiền nuôi sống người trong nhà, tỷ tỷ cũng không cách nào có cuộc sống tốt như vậy, càng khỏi nói đến việc quan tâm đến mùi. Bà đã sớm ngửi thấy mùi rượu trên người thầm mẫu, âm thầm cảm thấy ông trời cũng đã giúp bà. Nam nhân một khi uống rượu, lực khống chế lại càng yếu ớt, bà còn sợ không có cơ hội sao? Liền tới gần thẩm mẫu, một tay vươn ra muốn đỡ ông, tỷ phu uống nhiều rượu rồi, muội đỡ huynh dậy uống canh, vừa hay canh này có thể giải rượu. Đối mặt với sự xung xoe như thế, thẩm mậu chỉ cảm thấy có vài phần căm tức, thấy vẻ mặt trang điểm xinh đẹp, dáng người tinh xảo đặc sắc sắp dựa gần vào, ông vội vã nói ta tự mình uống là được. Một tay khẩn cấp đoạt canh trong tay tạ di, tức giận uống xuống, sau đó đặt lên bàn nói, canh ta đã muốn uống hết, muội có thể đi rồi chứ. Ông chỉ hận tạ di dựa vào quá gần, nếu lên tiếng gọi những người khác, sẽ khiến người ta nhìn thấy bọn họ đứng như thế trong phòng, khó tránh sẽ sinh ra tin đồn, một chút ông cũng không muốn có dính dáng gì với tạ di, cũng không quan tâm canh này nguy hiểm hay an toàn chỉ ngóng trông bà ta nhanh chóng tự mình ra ngoài chớ chọc ra mầm tay vạ gì nhưng ý tưởng trong lòng ông càng sâu đầu cũng càng ngày càng nặng theo bình thường mà nói say rượu như thế cũng chỉ một lúc sau khi dịu lại trừ đau đầu một chút thì cũng không sao sao hôm nay ngược lại càng ngày càng nặng ánh mắt dần dần có xu thế khép lại tạ di nhìn mí mắt ông bắt đầu rơi xuống sắc mặt cũng trở nên có chút ngẩn ngơ thì cười đắc ý tỷ phu, huynh mệt mỏi rồi, muội đỡ huynh đi nghỉ ngơi. Vân Khanh đi về phía tiền viện, đến trước thư phòng thẩm mẩu, liền nhìn thấy đứng trước cửa là đại nha hoàn của tạ di hồng tủ, liền biết không tốt rồi. Ma ma mà Lưu Thúy dặn dò theo dõi cũng đứng gần đó, thấy Vân Khanh liền chạy ra nói, đại tiểu thư, vừa rồi nô tỳ nhìn thấy tạ di mang theo hộp đựng thức ăn đi vào. Đi vào bao lâu rồi? Mặt Vân Khanh trầm như nước, trong hai chồng mắt lóe nhiều ánh hào quang thấp giọng hỏi đại khái khoảng thời gian một chén trà nhỏ mà mà luôn luôn theo dõi một bên hình như hôm nay lão gia đi xã giao về có uống chút rượu mà mà này đã ở lâu trong trạch viện đương nhiên biết có một ít chuyện bẩn thỉu không thể nói rõ liền mịt mờ ám chỉ nói vân khanh nghe vậy sắc mặt trầm xuống nam nhân sau khi uống rượu lại càng thêm không thể yên lòng hơn nữa ra mặt tạ di kia còn muốn dày hơn tường thành nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đó liền bước nhanh đến cửa thư phòng hồng tụ vừa nhìn thấy vân khanh liền biết nguy rồi tạ di đi vào không lâu cũng không biết chuyện có thành hay không nếu tạ thị đến đây nàng dựa theo dặn dò mà chạy vào trong thì tốt rồi nhưng người đến là đại tiểu thư nàng cũng không biết nên làm như thế nào vội vàng nhún người nói bái kiến đại tiểu thư Vân Khanh không nói một câu vô nghĩa nào, toàn thân tản ra hơi thở sắc bén, hai tròng mắt như mũi tên, lạnh như băng nói thẳng, ngươi tránh ra cho ta. Hồng tụ nào dám tránh ra, mặc dù trong lòng bị khí thế của thiếu nữ trước mắt chân áp, vẫn chặn ở cửa thư phòng, đại tiểu thư, thẩm lão ra dặn nô tỳ canh giữ ở cửa, người không thể đi vào. Vân Khanh cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, cha ta bảo ngươi canh giữ ở cửa ngươi là nha hoàn của ai mà cha ta bảo ngươi canh giữ ở chỗ này." Nàng vừa nhấc cằm, ma ma phía sau liền vọt lên, lôi kéo Tha Hồng tụ qua một bên. Thanh Liên phản ứng nhanh, thấy Hồng tụ muốn há mồm gọi người, liền cầm khăn trong tay nhét vào miệng Hồng tụ, ngăn chặn ý đồ nàng ta muốn lên tiếng nhắc nhở. Tránh việc gọi những người khác tới, lỡ như bên trong xảy ra chuyện gì không tốt, bị nhìn thấy sẽ gây ra náo loạn. Vân Khanh một tay đẩy văng cửa, liền nhìn thấy phụ thân mềm nhũn tựa vào trên ghế, mà hai tay tạ di đang đặt trên vạt áo thẩm mậu, động tác kia đúng là tính cởi quần áo thẩm mậu ra. Gì đây là đang tính làm gì? Nàng đi đến trước bàn đọc sách, đứng ở một bên khác của thẩm mậu, ánh mắt rừng trên chén canh đặt trên bàn, nghe trong không khí có một mùi lạ lạ, đáy mắt vân khanh xẹt qua tia sắc lạnh, dám bỏ thuốc mê vào chén canh, người gì này cũng quá không biết xấu hổ rồi. Về đầu trang, Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 73, Di nương chưa toại nguyện, Vân Khanh lột mặt nạ 3. Kế hoạch sắp hoàn thành, đột nhiên nửa đường xông ra một Vân Khanh, sắc mặt Tạ Di vừa xanh vừa hồng, hồng là bởi vì kế hoạch của mình tốt như vậy, tuy rằng xem ra Thẩm Mậu không nguyện ý, cũng may bà sớm đã tính toán, chỉ cần Thẩm Mậu uống chén canh này, toàn thân vô lực, chỉ có thể để bà sắp xếp, bà sẽ cởi quần áo Thẩm Mậu, cũng cởi luôn quần áo của mình, hai người ôm nhau đợi tả thị tiến vào thì mọi thứ đều xong, lại bị Vân Khanh xông tới phá hủy chuyện tốt của bà, xanh là vì nhìn thấy đáy mắt Vân Khanh lộ vẻ coi thường và khinh bỉ. Dường như đã biết tính toán của bà. Bà mạnh mẽ chấn định tinh thần, sắc mặt như bình thường, dày mặt nói, ta đưa chén thuốc cho uống tỷ phu, thấy huynh ấy say rượu, muốn đỡ huynh ấy đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lúc. Trong thư phòng thẩm mậu có một căn phòng nhỏ, trong phòng tất cả chăn nệm đều có, có khi ông cũng nghỉ tạm trong này. Phải không, giọng Vân Khanh kéo dài, cười lạnh nói, xem ra nha hoàn của thẩm phủ vẫn còn quá ít, lại để gì từ hậu viện tiến đến hầu hạ tỷ phu của mình nghỉ ngơi, cũng không biết gì muốn tỷ phu nghỉ ngơi, hay là cùng tỷ phu nghỉ ngơi đây. Ngươi, bị Vân Khanh trực tiếp vạch trần tâm tư, cuối cùng tạ di hé ra vẻ mặt già nua khó trốn. Môi run run nói, ngươi là một cô nương chưa lấy chồng lại nói những chuyện này, không biết truyền ra người ta sẽ nói ngươi vô liêm sỉ sao? Vân Khanh chậm rãi lắc đầu, giọng điệu mang vẻ châm chọc nói, gì có thể làm, sao lại không cho phép con nói chứ? Cha con không có ý với gì, người liền muốn dùng thủ đoạn như vậy, nếu để người khác biết, người nói xem rốt cuộc số người chê cười người nhiều, hay số người nói con không hiểu quy củ nhiều hơn. Tạ Di cả người tức giận không ngừng run rẩy, không ngờ mồm mép Vân Khanh lại lợi hại như vậy, cãi chảy cãi cối nói, sao ngươi biết tỷ phu không có ý với ta? Nghe vậy Vân Khanh cười nhạo nói, nếu có ý với người, người còn dùng thủ đoạn xấu xa này sao? Ngươi, 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 Tạ Di liên tục nói ra ba từ ngươi, vừa tức vừa bực vừa giận, đúng là một chữ cũng không nói nổi nữa. Vân Khanh không chút nào để ý tới bà, giận, có gì mà tức giận. Mình làm ra, còn sợ người ta châm chọc sao? Nàng lấy ra từ trong túi gấm luôn mang theo bên mình một cái bình xứ màu lục. Kể từ sau khi học y thuật, nàng có chế mấy bình thuốc đơn giản mang theo bên người. Loại thuốc có tính kích thích này, chuyên dùng để giải thuốc gây mê và thuốc mê bình thường, rốt cục hôm nay cũng có công dụng. Nàng mở nắp bình, đặt miệng bình dưới mũi để thẩm mộng ngửi ngửi, một lúc sau, thẩm mộng liền tỉnh lại cảm giác ý nghĩ hỗn loạn trong đầu tan đi ông lắc lắc đầu lại thấy nữ nhi đứng trước mặt hơi nghi ngờ hỏi vân khanh con đến lúc nào vân khanh cười châm chọc ngẩng đầu nhìn tạ di nói con thấy gì đến tìm phụ thân đoán rằng gì vì chuyện mua nhà mà đến tìm phụ thân liền đi theo muốn nghe yêu cầu của gì một chút nàng sẽ không nói ra chuyện tạ di muốn quyến rũ phụ thân Ai biết lát nữa phụ thân bị động kinh gì lại cảm thấy tạ di không tệ, vậy sẽ khiến nàng và nương chán ghét thôi. Lúc này thẩm mậu mới nhớ tới mới vừa rồi tạ di ở trong này, ông nhíu nhíu đầu mày, nhìn tạ di đứng một bên, ánh mắt đảo qua hộp đựng thức ăn trên bàn. Kinh nghiệm thương trường khiến ông cũng có chút hiểu biết với một ít thủ đoạn ngầm, biết vừa rồi mình uống xong gì đó có chút không ổn, ánh mắt liền trở nên càng thêm âm u, lạnh giọng nói, thì ra là thế vậy di muội cứ nói yêu cầu về tòa nhà mà muội muốn mua ta sẽ ở bên ngoài lưu ý thấy thái độ của phụ thân với tạ di vẫn không khác trước vân khanh cũng ngầm ngạc nhiên nàng nhìn trang phục trên người tạ di là tỉ mỉ trang điểm thật đẹp hương thơm xông vào mũi không thể nói là không có mị lực nếu phụ thân thực sự có ý vậy tạ di hoàn toàn không cần dùng tới thuốc mê hai người mặt đối mặt tằng tiệu với nhau cũng có lợi cho tạ di chẳng lẽ định lực của phụ thân mạnh như vậy thấy chuyện quyến rũ thẩm mậu không thành tạ di cắn chặt răng bạc đáy mắt bắn ra hai ánh sáng lạnh gắt gao nhìn chằm chằm vân khanh tiểu tiện nhân này thật sự liên tiếp làm hỏng chuyện tốt của bà may mà bà có kế hoạch dự phòng mặc dù thất bại cũng có chuyện để bù đắp bà mở hộp đựng thức ăn ra lấy từ dưới ra một hộp khắc hoa đặt lên mặt bàn trên mặt lại mang theo tươi cười nói tỷ phu đây là giấy tờ đất đai cửa hàng của muội muội là một quả phụ dắt theo đứa nhỏ lại không hiểu mấy chuyện làm ăn dù bị người khi dễ cũng không biết nhà huynh kinh doanh lớn như vậy tốn chốt công sức cũng có thể quản lý không tôi thẩm mậu thấy bà đẩy cái hộp đến sắc mặt liền có chút biến hóa việc này chỉ sợ không ổn tạ di vừa nghe sao có thể để ông từ chối như vậy bà còn có tính toán khác đây vì thế trên mặt lộ ra vẻ thê thảm nức nở nói, tỷ phu đừng từ chối, nay muội cũng không còn ai có thể tin tưởng, đây chính là đồ cưới về sau của tử nhi và chỗ dựa của mẹ con bọn muội, nếu huynh không giúp, muội cũng chỉ có thể đi cầu xin tỷ tỷ đến nói giúp với huynh. Vừa nghe đến bà ta nói đến tạ thị, đôi mắt thầm mậu liền buông xuống, xưa nay tâm tính tạ thị thiện lương, luôn đối xử với thân thích không tệ, mấy năm nay cũng đã cho liễu ra không ít bạc, mọi thứ ông đều biết liễu gia làm quan ở dương châu với ông mà nói có một thân thích như vậy lúc chuẩn bị trước sau cho việc làm ăn quan viên ít nhiều đều phải nể mặt quan viên đó cũng là nguyên nhân chủ yếu ông cam chịu việc tạ thị đưa bạc cho liễu gia mà tạ di lại là em gái ruột của tạ thị lúc trước khi tạ thị nghe bà ta muốn tới đây đã thu dọn thái lai viện cho bà ta ở không biết sau đó thế nào lúc đến lại đổi thành cúc khách viện nhưng chuyện ăn uống một chút cũng không thiếu nếu tạ di đi cầu xin tạ thị sau đó cũng sẽ đến ông còn không bằng trực tiếp nhận lấy bất quá chỉ là vấn đề phái người quản lý chút việc ấy với thẩm gia đều không sao cả cũng miễn cho việc tạ di lại tìm cớ nói không có tiền bên người phải ở lại thẩm phu nghĩ nghĩ ông mở miệng nói muội đã nói như thế vậy ta có thể giúp muội tạ di nghe vậy vui vẻ một ánh sáng chảy qua đáy mắt ánh mắt này không tránh được đáy mắt của vân khanh vào đời trước, tạ di cũng làm như thế, giao tất cả giấy tờ đất đai cửa hàng trong tay cho thẩm mậu quản lý. Đến lúc vi ngưng tử xuất giá, liền yêu cầu thẩm mậu giao tất cả cửa hàng đất đai lại cho bà. Đương nhiên thẩm mậu đưa hết thầy mọi thứ được lại cho bà. Không ngờ sau khi tạ di nhận xong, lại ở trong phủ khóc lóc làm loạn, nói lúc trước bà đưa cho thẩm mậu không chỉ một chút cửa hàng như vậy. Đất đai cũng nhiều thật nhiều, mắng thẩm mậu không có lương tâm ngay cả gì đó của cô nhi quả phụ cũng nuốt riêng thẩm mậu tức giận thiếu chút nữa ngất xỉu nhưng khi tiếp quản như vừa rồi không giấy tờ làm bằng chứng mở miệng giải thích những người khác cũng không tin tưởng chỉ cảm thấy thẩm phủ nhà cao thi lớn dựa vào việc giúp đỡ mà nuốt riêng tài sản của người ta cuối cùng thẩm ra dựa theo lợi nhuận kinh doanh mà bồi thường cho bà ta 10 vạn lượng bạc chuyển cho tả di mấy cửa hàng lớn cùng đất đai mới xong việc sự kiện kia cũng khiến thẩm mậu quá mức tức giận tạ thị cũng biết mọn nguồn, liền đuổi tạ di ra ngoài. Nhưng tạ di đã lừa một lượng tài sản lớn nên căn bản không cần. Khi đó mình và Vi Ngưng từ đã gả cho Vĩnh Nghị hầu cảnh hữu thần. Sau vài năm tạ di ở thẩm phủ cướp đoạt tài sản, liền tiến vào ở trạch viện trong kinh thành. Nghĩ đến đây, Vân Khanh liền muốn mở miệng ngăn cản. Kiếp này nàng nhất định không thể để tạ di chiếm bất kỳ lợi ích gì từ thẩm phủ. Loại người như bọn họ không đáng cho người khác đối xử tốt không ngờ thẩm mậu lại mở miệng nói trước bất quá di muội à hôm nay ta và muội đều ở đây cùng nhau đối mặt kiểm tra hết mấy thứ trong hộp viết ra giấy hai bên cùng ký tên kể từ đó ta và muội liền có bằng chứng ngày sau cũng không vì một chút tiền tài mà huyên náo đến không nhìn mặt nhau muội thấy thế nào sắc mặt tạ di trắng nhợt không ngờ thẩm mậu lại nói như thế vội vàng nói không cần như thế gia nghiệp tỷ phu lớn như vậy sao có thể tham đến chút tiền còn con của muội chứ? Thẩm mậu ngồi im bất động, nhẹ nhàng cười nói, di muội nói sai rồi. Có câu, anh em thân thiết tiền bạc rõ ràng vật của muội đặt dưới sự quản lý của thẩm phủ, không có nghĩa là vật của thẩm phủ, vẫn phân rõ thì mới tốt, tránh ngày sau có gì sai sót, hai bên rất khó nói chuyện. Lời của ông mang theo giọng điệu thương lượng, nhưng ai cũng không khó nghe ra ý tứ bên trong, muốn ông nhún tay cũng được, nể mặt tì tì của bà ta ông có thể cứng cỏi nhấc tay trợ giúp nhưng cần phải lập thêm chứng từ nếu không cũng không cần nói nữa đáy lòng tạ di lại tức giận bà có ý tốt đưa ra sản của mình cho thẩm mậu quản lý thế nhưng ông ta còn nói như vậy chẳng lẽ bà còn có thể tham cái gì của ông ta sao gia nghiệp thẩm phủ lớn như vậy cho dù bà tham chia một chút cho bà thì đã sao thật sự là sặc mùi của thương nhân tính toán chi ly không chịu được chút thua thiệt nào. Nhưng bà lại không dám phát giận, bởi vì mấy năm nay, cửa hàng của bà quản lý quả thật không tốt lắm. Đại khái là mình không có tài năng buôn bán, hàng năm đều lỗ lã, nếu cứ kéo dài như vậy, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có bán thể cửa hàng, không bằng giao cho thẩm mậu quản lý. Thẩm mậu rất có tài năng trong buôn bán, lợi nhuận của thẩm gia vẫn phát triển không ngừng, dần dần đã có đầu mối làm ăn với thủ phủ Giang Nam ở trong tay ông ta thế nào cũng sẽ không lỗ vốn. Vì thế nhìn xuống một hơi nói, nếu tỷ phu đã nói như thế, vậy thì cứ như vậy đi. Thẩm mậu nghe vậy cười thản nhiên, liền bảo tạ di lấy giấy tờ đất đai và cửa hàng ra, cùng nhau đối chiếu, mỗi cây thẩm mậu đều hỏi rõ nơi trốn, lợi nhuận và tình huống hiện tại, tạ di không thể không nói hết ra, trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên oán giận. chương 74, Di Nương chưa toại nguyện, Vân Khanh lột mặt nạ 4 Vân Khanh không ngờ kiếp này thẩm mậu sẽ làm như thế, có khác nhau rất lớn với kiếp trước, nàng nhìn hai người kia đang đối chiếu tài sản, phụ thân đều ghi hết lại, độ cong nơi khóe miệng tăng lên. Xem ra ở đời này, ấn tượng của phụ thân với tạ Di cũng có thay đổi thật lớn, ở kiếp trước, Di tiến vào Thái Lai Viện, quan hệ với tạ Thị ngoài mặt vô cùng hòa hợp, lại lấy lòng lão phu nhân. Hơn nữa quan hệ của Vân Khanh và Vi Ngưng Tử lại rất tốt, người hai nhà thoạt nhìn vô cùng thân thiết như người một nhà, khi đó tạ di cũng không muốn quyến rũ thẩm mộ. Đời này bởi vì nàng, một đường ngăn trở, đầu tiên là bị tạ thị vạch trần mà nghĩ lại đưa bà ta vào ở cúc khách viện, lại bị Vân Khanh tương kế tựu kế khiến lão phu nhân mở miệng đuổi bọn họ truyền ra khỏi thẩm phủ bất đắc dĩ ra một chiêu xấu nhất là quyến rũ thẩm mộ, nào ngờ lại thất bại do đó cũng làm cho thẩm mậu nảy sinh chán ghét với bà ta. mà phía bên kia, tạ thị đang ngồi trong phòng nói chuyện cùng lý mama. phu nhân, Người xem chuyện đại tiểu thư vừa nói đó, không phải người vẫn nên qua xem thử sao? trong lòng lý mama cảm thấy không đúng lắm. thật ra lại biết vì sao phu nhân khẳng định lão gia sẽ không coi trọng tạ di, nhưng mà nam nhân vẫn rất khó nói. kỳ thật hiện tại tạ thị cũng có chút thấp thỏm sự kiện kia đã xảy ra nhiều năm rồi ai biết lão gia còn nhớ rõ không lỡ như không quản được nghĩ đến đây bà có chút ngồi không yên bên ngoài lại có tiểu nha hoàn đến truyền lời nói lý quản sự bảo phu nhân tìm ông đến có việc đang chờ bên ngoài lý ma ma có chút kinh ngạc cùng tạ thị hai người liếc mắt nhìn nhau rõ ràng phu nhân chưa hề nói muốn gặp quản sự tiền viện đây là có chuyện gì chẳng lẽ lão gia phái người đến đây có lời gì muốn dặn dò lý ma ma liền hô cho ông ấy vào đi lý tư cúi đầu vào chính sảnh cung kính hành lễ nói tiểu nhân bái kiến phu nhân tạ thị biết ông ta là quản sự đắc lực bên người thẩm mẫu đương nhiên cũng nể ba phần mở miệng nói lý quản sự lúc này ông đến đây là lão gia bảo ông đến sao nghe lời này lý tư liền sừng sốt tạ thị thấy vẻ mặt của ông ta liền nghĩ đến lời vân khanh đã nói sắc mặt cũng biến đổi tạ tố linh lừa lý tư rời khỏi đây là hạ quyết tâm muốn leo lên giường thẩm mậu sao sự chắc chắn vừa rồi của bà thoáng cái trở nên dao động nếu để tạ tố linh leo lên giường lão gia không rước vào cửa sẽ không xong việc vừa nghĩ tới muội muội cùng mình chia sẻ một trượng phu lại là muội muội từng lập gia đình sinh con trong lòng bà liền hoảng sợ chán ghét rốt cuộc cũng ngồi không yên mang theo Lý Tư cùng Lý Ma Ma, vội vàng đi đến tiền viện. Vào thư phòng, liền thấy hai người tạ di và thẩm mậu đang nói chuyện, không khí cũng không hết sức mập mờ, lòng của bà liền buông lòng, lại nhìn thấy nữ nhi ngồi một bên, trên khuôn mặt mang theo vài phần trầm tĩnh, vẫn không chứa chút căm giận nào, liền cười đi vào nói, thiếp thân bái kiến lão ra. Lúc này thẩm mậu mới ngẩng đầu, thấy tạ thị đến đây, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, liếc sắc mặt tạ di một cái mở miệng nói di muội đang giao các cửa hàng muội ấy đứng tên cho ta quản lý đang đối chiếu với muội ấy thấy vẻ mặt thầm mậu tựa như thường ngày không có áy náy tạ thị liền biết ông và tạ di không phát sinh chuyện gì trong mắt hiện lên một chút mỉa mai nhìn về phía tạ di khóe miệng cong lên nụ cười thản nhiên ra là như thế kia nhất định phải cẩn thận kỹ lưỡng đừng để muội muội phải thua thiệt Vân Khanh nghe giọng điệu tạ thị nói chuyện liền biết tâm tình bà không được tốt, đổi lại là nàng, tâm tình của nàng cũng không tốt, có muội muội vô liêm sỉ như vậy, lại ngại cho thể diện của mình, không thể lớn tiếng trách mắng, tâm tình đương nhiên không tốt. Được rồi, đây là bản ghi chép mọi thứ, muội xem qua một lần, nếu được, ta và muội đều ký tên lên, mỗi người giữ một bản, lấy làm bằng chứng. Sau khi thẩm mậu kiểm tra số cửa hàng lần cuối, đưa hai tờ giấy cho tạ di xem qua. Hai người vốn cùng nhau kiểm tra, tạ di xem thẩm mậu ghi lại, chỉ đại khái nhìn lướt qua, liền ký tên lên trên, lăn dấu tay của mình lên, thẩm mậu cũng vung bút lên, sau đó cũng lăn dấu tay, liền mỗi người giữ lấy một bàn. Tạ di thật cẩn thận thu hồi bản ghi chú này, tạ thị liền mở miệng nói, không biết muội muội muốn tòa nhà thế nào, cứ nói rõ yêu cầu, lão ra mới dễ tìm ánh mắt tạ di nhanh như chớp đảo qua một vòng liền mở miệng nói bởi vì bọn muội là cô nhi quả phụ lại phải ở bên ngoài không muốn ở cách thẩm phủ quá xa để tránh đi lại khó khăn hy vọng có thể tìm một chỗ gần sát thẩm phủ có ba dãy thẩm mậu nhíu nhíu mày mở miệng nói với lý tư gần đây ta có chút việc lý tư việc tìm tòa nhà này liền phải giao cho ngươi rồi lý tư hiểu được ý tứ của thẩm mậu đây là vì phòng ngừa tạ di dùng chuyện mua tòa nhà mà tiếp cận ông liền đáp tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt việc này tòa nhà gần sát thẩm phủ đây chẳng phải chính là nơi phồn hoa nhất và giá cả cao nhất dương châu sao chọn nơi như vậy còn tìm được cái cớ thật hay vân khanh nhìn vẻ mặt tạ di lông mi thật dài chớp chớp mở miệng nói một khi đã như vậy gì nên ghi rõ yêu cầu ra ví như quay hướng nào lớn nhỏ ra sao diện tích thế nào Phong Thủy vân vân, cứ nói như vậy, Lý quản sự mới có thể dựa theo đó mà tìm được tòa nhà tốt. Nàng nói xong, khóe miệng liền khẽ nhếch lên với Lý Tư, hỏi, "Lý quản sự, ông nói có phải không?" Lý Tư chỉ biết chuyện vừa rồi có gì đó không đúng, rõ ràng phu nhân không gọi ông qua, khẳng định nha hoàn kia có vấn đề. Vừa vào trong nhà lại thấy Tạ Di, trong lòng cũng rõ được một chút, tuy rằng trên mặt không nhìn ra điều gì. Trong lòng chỉ sợ hận chết, Tạ Di trăm vạn lần, ông là quản sự đắc lực của Thẩm mầu, Tạ Thị cũng coi trọng ông, vẫn đối xử với ông không tệ, hơn nữa Tạ Thị gà vào Thẩm gia nhiều năm, danh tiếng trên dưới cũng không tệ, con dâu của ông là Mama quản sự hậu viện, cũng thường xuyên nói phu nhân là chủ mẫu thế gia vọng tộc, nhưng lại rất thiện lương. Lúc đầu Tạ Di ra một chiêu, điệu hồ ly sơn, thiếu chút nữa khiến ông thành kẻ giúp người làm việc xấu, nếu thành sự thật điều này bảo ông làm sao có mặt mũi mà gặp phu nhân này đại tiểu thư lại cười đầy ẩn ý với ông tuy rằng không biết đây là ý gì nhưng dựa vào trực giác ông biết nhất định là có ý tứ sâu xa liền gật đầu nói với tạ di đúng vậy xin người cứ viết yêu lên giấy như thế liền càng dễ tìm được tòa nhà phù hợp với ý của người thẩm mẫu không biết tại sao nữ nhi lại nói như thế cũng không phải là xây tòa nhà chỉ là mua thôi sao có thể tìm được tòa nhà giống hệt như ý muốn ông chỉ cho là nàng còn nhỏ không hiểu việc này nhưng nghĩ lại liền nhớ đến đề nghị hai ngày trước mà nữ nhi nói trong phòng ăn còn nhỏ mà bộ dạng thành thục như vậy ngôn ngữ trật tự rõ ràng phân tích sự việc rõ ràng hợp lý không giống như quậy phá liền chưa mở miệng ngăn cản tạ di nghe vân khanh săn sóc như vậy dung nhan xinh đẹp mang theo ý cười yêu cầu càng nhiều liền càng khó tìm bà có thể ở thẩm phủ lâu một chút, không còn gì tốt hơn, vì thế nâng bút viết, xin giúp ta tìm một nơi ở hướng Bắc nhìn về phía Nam, phong thủy thật tốt, có rất. Vô số yêu cầu được viết ra, sau đó cầm lấy đưa cho Lý Quản sự nói, cứ theo yêu cầu đó mà làm. Chỗ Vân Khanh ngồi, vừa vặn có thể dựa theo ánh sáng mà nhìn thấy chữ viết trên giấy, thản nhiên nhìn lướt qua, xem nhẹ yêu cầu này, chỉ dừng ở một chỗ cuối cùng, khinh miệt nói với tạ di. Dù gì thì gì cũng phải ghi tên, viết giống lời căn dặn, người viết như vậy, ngày nào đó Lý quản sự không chú ý, chỉ sợ cho rằng là giấy bỏ ném đi cũng không biết chừng. Tùy tạ gì luôn mang theo căm hận với Vân Khanh, nhưng chuyện có lợi cho bà, một chút cũng sẽ không bởi do Vân Khanh đề xuất mà không làm, cũng tự giác cảm thấy viết như vậy cũng hơi quá cầu thả, liền cầm lại giấy trong tay Lý Tư, ghi thêm tên và ngày tháng. Lý quản sự nhìn trang giấy trong tay, ánh mắt xẹt qua yêu cầu và phần ký tên bên dưới. Trong đầu hiện lên một ý tưởng, có vài phần không dám tin quay đầu nhìn thiếu nữ còn mang theo vẻ mặt non nớt. Cong môi lộ ý cười ấm áp, một đôi mắt phượng lại hàm chứa sóng nước nhấp nhô, giống như đầm nước sâu rộng nhất, hút hết ánh sáng chung quanh, khiến ông có một loại cảm giác kính sợ khó hiểu. Chẳng lẽ, đại tiểu thư có ý tưởng sâu xa đến như vậy? chương 75 thế tử đúng là âm hồn không tan, một. Mặc dù lần này tạ di không làm nên chuyện vẻ vang gì, cũng không thể thông báo khắp nơi, may mà ngoại trừ vài người, những người khác chỉ tưởng tạ di giao cửa hàng cho thẩm mậu hỗ trợ quản lý, tạ thị liền ém chuyện này xuống, không nói đến nữa. Sau khi Lý Tư nhận vàng nén để tự mình đi mua nhà, thẩm mậu lại giao hộp giấy tờ của tạ di cho ông, nói hết thảy mọi thứ bên trong đều giao cho ông quản lý tóm lại ý là không muốn chạm vào chuyện liên quan đến tạ di lý tư đành phải nhận lấy bước ra khỏi cửa không lâu liền gặp vân khanh đang đứng chờ trong lòng ông đã sớm biết vân khanh đợi là có chuyện muốn dặn dò ông như thế cũng không kỳ quái rất tự nhiên hành lễ chào đại tiểu thư ở thư phòng của thẩm mậu vân khanh nghe ông nói liền biết ông đã hiểu ý của nàng tìm một chỗ thiên tĩnh trong hoa viên nhỏ bảo thanh liên canh giữ để ý người bên ngoài Lý Quản Sử, ông là người trợ giúp đắc lực cạnh phụ thân, tình hình hôm nay ông cũng đã thấy rồi chứ. Vân Khanh thản nhiên mở miệng nói. Lý Từ nhíu mày, đại tiểu thư nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, bất quá, như thế cũng không có nghĩa là ông có thể ngông cuồng tiến hành đánh giá tạ di, rốt cuộc bà ta vẫn là chủ tử, vì thế chắp tay nói, hôm nay đúng là tiểu nhân không chú ý, không cẩn thận hỏi rõ nha hoàn kia từ đâu tới. Ông ta nói như vậy, Vân Khanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Lý Tư Đại Khái biết được nàng muốn làm gì, hiện tại đang nhận sai với nàng, cũng là vì những lời phía sau của nàng, quả nhiên là quản sự đắc lực bên người phụ thân, làm việc lâu dài với người làm ăn buôn bán nên rất am hiểu nghe ra ý ở ngoài lời. Nàng mỉm cười, gật đầu nói, phụ thân giao lại cho ông chuyện mua tòa nhà, về việc mua tòa nhà cho gì, ta có chút ý kiến nho nhỏ, Lý Quản sự có nguyện ý nghe hay không? đại tiểu thư mời nói lý tư nhìn cô gái trầm tĩnh trước mặt vừa rồi khi nàng bảo tạ di viết tên lên trên giấy ông liền mơ hồ đoán được một chút nhưng rốt cuộc vẫn không thể nắm chắc mười phần dù sao bình thường những cô gái ở tuổi này nhìn vấn đề sẽ không sâu sắc đến như vậy vân khanh chậm rãi cười nhìn sắc mặt lý tư từ từ nói ta hy vọng tòa nhà này không cần dùng tiền của thẩm gia để mua lý tư ngạc nhiên việc này có thể còn trực tiếp hơn so với tưởng tượng vốn có của bản thân ông. Vân Khanh thấy vậy lại nói tiếp, nếu gì đã giao cửa hàng cho phụ thân quản lý, lại viết giấy chuyển giao, ta nghĩ ý, ý của gì ấy chính là không muốn chiếm lợi ích của thẩm gia. Tòa nhà này tiêu phí từ tài sản của chính gì ấy là tốt nhất, tránh đến lúc đó lại nói gì ấy chiếm lợi ích của thẩm gia. Dì làm người quang minh lỗi lạc, không tham tiền bạc, tin rằng nhất định lý quản sự cũng rõ. Lý Tư vừa nghe, thâm thầm kinh ngạc, lời này chính là trực tiếp nói cho ông biết. Ông có thể dùng cửa hàng, đất đai của tạ di để đổi lấy tòa nhà, mà không cần dùng tiền của thẩm gia. Tuy rằng ông không quan tâm chuyện nội bộ trong nhà, cũng biết hành vi, quang minh, rộng rãi xuống tay tuyển chọn 20 nha hoàn của tạ di, đại tiểu thư đây là nâng tạ di lên, cũng khiến ông không thể nói ra lời phản bác. Chẳng lẽ ông có thể nói trước mặt đại tiểu thư là Tạ Di nhất định sẽ luyến tiếc không muốn bỏ ra số tiền kia à? Vì thế ngẫm nghĩ một chút, Lý Tư vẫn là đứng ở góc độ khách quan mà mở miệng nói, tên ghi trên khế ước đất đai và cửa hàng đều là của Tạ Di, bản thân bà ấy không đi, quan phủ không thể tiến hành sửa đổi, nếu để Tạ Di tự mình đi, chỉ sợ bà ấy sẽ cảm thấy phiền toái. Gặp phải vấn đề ông cần nói rõ với đại tiểu thư dù sao đại tiểu thư chính là chủ tử, nhưng thẩm mậu lại là người đứng đầu ở đây, việc này do ông chủ giao xuống, ông không thể khinh thường. Ánh mắt vân khanh đảo qua nơi xa xa, thanh liên ngồi sổ mắt một đóa hoa, đang kéo kéo một cánh hoa chơi, nhưng ánh mắt vẫn xem xét xung quanh. Nàng cười cười, mở miệng nói, không thể chuyển giao cửa hàng, cũng có thể cho người khác thuê chứ. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ lại khiến Lý Tư Âm thầm kinh hãi, đại tiểu thư đã suy xét kỹ biện pháp rồi, ông cũng không nghĩ đến việc có thể cho thuê cửa hàng để đổi lấy tòa nhà, chẳng qua vừa rồi ông cũng đã xem tờ giấy ghi chú, cho thuê toàn bộ sản nghiệp để mua một tòa nhà ba dãy phồn hoa bên cạnh Thẩm phù ở Dương Châu, ít nhất phải cho thuê 5 năm mới có thể thu về. Nếu tạ di mua tòa nhà, làm gì còn có tiền lời. 5 năm không có lợi nhuận, chỉ dựa vào tiền bạc trên tay để chống đỡ tương đương việc trực tiếp sống bằng tiền dành dụm. Hơn nữa người đại diện có thể viết ký tên lên khế ước cho thuê, hoàn toàn có thể không cần qua tay Tạ Di, đợi khi Tạ Di biết, ván đã đóng thuyền, cầm thư ủy thác và khế ước thuê mướn, cho dù kiện lên quan phủ cũng không hữu dụng, bà ta cũng không thể nói là sai người ta không công mua tòa nhà cho bà ta, nói thế nào cũng không hợp lý, nếu muốn trả tòa nhà lại, đương nhiên thẩm gia có thể nhận vậy thì phải tính theo giá trị hiện có của nhà cứ thế tính ra vừa bước vào liền bước ra tạ di nhất định sẽ tổn thất rất nhiều ngân lượng ý tưởng tinh tế như vậy ánh mắt ông nhìn vân khanh liền càng thêm khác biệt lão gia luôn cảm thán dưới gối không con trai nhưng ông cảm thấy nếu đại tiểu thư là nam nhi đại khái so ra cũng sẽ không kém lão gia sắc mặt càng thêm kính sợ nghiêm trang nói phương pháp này thật có thể làm chỉ là người muốn bán tòa nhà này không chừng là muốn chuyển đi nơi khác, hoặc có nhu cầu cấp bách muốn quay vòng tiền vốn, rất ít người sẽ nguyện ý lấy tiền thuê để thay bạc. Vân Khanh cũng đã nghĩ về vấn đề này, nhưng nàng không muốn nhà mình tiêu tiền mua tòa nhà cho tạ di, để hai mẹ con kia ở trong tòa nhà thẩm gia mua. Còn muốn dựa vào thẩm phủ, nàng từng nói, tạ di và vi ngưng tử, cả đời này đừng mơ tưởng có ý đồ gì với thẩm phủ, thẩm phủ cũng sẽ không tiêu tiền không công cho bọn họ nàng nhìn Lý Tư, trong mắt lộ ra ánh sáng kiên nghị, ánh mắt quyết đoán không cho phép từ chối, mở miệng nói, ông cứ tìm trước đã, nếu tìm được tòa nhà thích hợp hãy nói sau. Sau khi dặn dò xong, dọc theo đường đi Vân Khanh lại có vẻ đầy tâm sự, mang Thanh Liên về tới viện. Liêu Thúy, Vân Nhi và mấy cái tiểu nha hoàn đang ngồi cùng nhau vừa quay sợi vừa trêu đùa, vừa nhìn thấy Vân Khanh trở về Liêu Thúy liền đứng lên, cũng không mở miệng hỏi chuyện ở tiền viện, nàng biết chuyện gì có thể nói chuyện gì thì không nên chỉ đi theo vân khanh vào phòng trong liền nhìn nàng ấy không nói một lời ngồi trước bàn trang điểm điêu khắc hoa văn chạm đất ngây dại nhìn tấm đế cắm hoa tráng men hình xoắn úc trên bàn bằng đồng liêu thúy nhìn thoáng qua thanh liên thanh liên lắc lắc tỏ vẻ nàng cũng không biết đại tiểu thư ngồi ở đây làm gì hai người đều có chút nghi hoặc lấy hộp đựng tiền ra đây bỗng nhiên vân khanh xoay đầu lại nói với Lưu Thúy quần áo trang sức tiền tài của nàng vốn do Lưu Thúy cùng một đại nha hoàn trông nom sau đó nha hoàn kia bị tạ thị đuổi ra hậu viện toàn bộ chìa khóa liền ở trên tay Lưu Thúy Lưu Thúy ngẩn ra có chút kinh ngạc nhìn Vân Khanh tiểu thư muốn dùng nàng biết từ sau khi tiểu thư rơi xuống nước đã thay đổi rất nhiều xử sự, sự đều ngoài mềm trong cứng gây thiệt cho người mà người ta còn không biết đã thiệt lúc nào nhưng trước kia tiểu thư không dính gì đến tiền bạc còn nói là thứ thô tục giờ đột nhiên lại muốn xem hộp tiền nàng ta thật đúng là có chút không kịp thích ứng chẳng lẽ có người nói gì ở trước mặt tiểu thư đáy mắt nàng ta hiện lên chút nghi ngờ từ lâu hộp tiền vẫn đều do nàng ta bảo quản đột nhiên tiểu thư muốn dùng khó chắc tiểu thư sẽ không hoài nghi điều gì nghĩ như vậy trên mặt liền lộ chút vẻ oan ức thấy tâm tư của nàng ta Vân Khanh biết mình nói lời này có chút bất ngờ, khó chắc Lưu Thúy sẽ không nghĩ đến điều khác. Trên mặt liền lộ ra nụ cười, nói, ta muốn xem thử mấy năm tích góp được bao nhiêu vàng bạc, tính xem tiền riêng của mình có bao nhiêu, đến lúc muốn mua gì liền có thể tự mình mua. Lúc này Lưu Thúy mới mang theo ý cười ngượng ngùng, lấy từ trong măn tủ gỗ lim ra một cái hộp vuông bằng gỗ tử đàn khàm chỉ bạc khắc hoa đặt lên bàn trang điểm, lại rút từ bên hông ra một chuỗi chìa khóa lấy ra một chìa khóa nhỏ bằng đồng thau đặt lên tay nàng, mở miệng nói: "Tiểu thư, tiền tiêu vặt hàng tháng trong ngày cũng tiêu mất một ít, bất quá vàng thỏi vẫn còn rất nhiều, chủ yếu là nhận được vào lễ mừng năm mới, còn có của lão gia, phu nhân cho." Tiền tiêu vặt hàng tháng của Vân Khanh là 15 lượng, nhưng ngày thường đều dùng để thưởng nha hoàn, không thừa được bao nhiêu, nàng cũng không muốn kiểm tra tiền tiêu vặt hàng tháng chủ yếu muốn tính toán trước mắt mình có bao nhiêu bạc có thể dùng. Liêu Thúy nhìn Vân Khanh cầm vàng lá, thỏi vàng, đếm từng chút, rất chăm chú, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong hộp. Nàng ta cảm thấy kỳ quái đến phát hoảng, ánh mắt kia thật giống như nhìn thứ đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất gì đó trên thế giới. Trong ánh mắt lộ vẻ yêu thích nói không nên lời. Từ khi nào mà tiểu thư lộ ra yêu thích với vàng bạc như vậy, nàng không khỏi rời ánh mắt. Nhìn về phía Thanh Liên, thấy Thanh Liên không lộ chốt khác thường, nhìn động tác Vân Khanh mang theo 10 phần tán thương. S. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.